Thiên Huế thống nhất chủ trương sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Nằm liền kề với đường Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu, những con phố kinh doanh sầm uất bậc nhất của thành phố Huế. Có một khu vực mà cuộc sống dường như trái ngược hoàn toàn. Cùng ghé thăm khu ổ chuột trên đường Trần Huy Liệu thuộc phường Thuận Hòa đã tồn tại hàng chục năm qua. Khoảnh khắc ngày mới sáng nay, mời quý vị cùng làm quen với hai cán bộ đoàn năng nổ nhiệt tình, những người sẽ viết tiếp truyền thống xung kích tình nguyện của thanh niên tỉnh nhà. Quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính trong chương trình sáng nay thứ hai ngày 17 tháng 9. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị cùng Huế ngày mới. Nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng về biển đảo, chương trình Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế với biển đảo quê hương năm nay được tỉnh đoàn tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 600 đoàn viên thanh niên. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hoạt động triển lãm hơn 100 bức ảnh về biển đảo và những lá cờ tổ quốc đã tung bay trên cột mốc chủ quyền ở 21 đảo thuộc chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam tại Trường Sa. Mỗi bức ảnh gửi gắm những thông điệp về tình cảm của nhân dân, của đồng bào, hướng về biển đảo, hướng về những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Cùng với hoạt động triển lãm ảnh, hội nghị tập huấn công tác thông tin tuyên truyền về các chuyên đề, những vấn đề về biển đảo Việt Nam, chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, và chuyên đề một số vấn đề cơ bản về công tác lãnh thổ, các vấn đề biển đảo và tình hình Biển Đông đã được tổ chức. Qua đó góp phần bổ sung kiến thức của đoàn viên thanh niên về vị trí tiềm năng của biển đảo với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, những chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, từ đó nâng cao hiểu biết về biên giới biển đảo cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội sinh viên các cấp để tuyên truyền nhân rộng trong đoàn viên thanh niên sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp với cộng đồng tiếng Anh Easy Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện huấn luyện tiếng Anh Zero to Hero mùa 2 Breast the Limits. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10 với sự tham gia của khoảng 5.000 người. Chương trình có sự tham gia của diễn giả Trần Gia Thông, người sáng lập cộng đồng Easy Việt Nam, cùng những khách mời nổi tiếng khác của cộng đồng Anh ngữ. Chuỗi sự kiện Zero to Hero ra đời từ năm 2017 với khát khao đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ phổ biến trong cuộc sống để mọi người ở mọi tầng lớp có thể sử dụng tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả. Tiếp nối thành công mùa 1 năm 2018, Zero to Hero mùa 2 tập trung chia sẻ phương pháp chinh phục tiếng Anh từ con số 0 cùng huấn luyện các kỹ năng đặc biệt thời hội nhập, giúp người học bứt phá giới hạn, khai phóng bản thân, nuôi dưỡng khát vọng tuổi trẻ và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. Tính đến nay, thông qua những hoạt động cộng đồng thực tế của mình, cộng đồng tiếng Anh Easy Việt Nam đã giúp hơn 200.000 người sử dụng tiếng Anh tốt hơn, với thời cao điểm có 6.000 người tham gia chương trình này một tháng. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phan Thiên Đình, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đồng hành cùng sự kiện này cho biết, nếu được tổ chức hàng năm với quy mô lớn như thế này, sẽ giúp giới trẻ Huế tiếp cận với ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết, giúp xây dựng hình ảnh du lịch Huế thân thiện, năng động và hiện đại trong mắt bạn bè quốc tế. Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế tổ chức Ngày hội Tân sinh viên lần thứ 10 để chào đón 1.600 sinh viên K52. Điểm nhấn tại ngày hội năm nay là một số hoạt động văn nghệ như nhảy flash mob, tiếng hát sinh viên, đêm nhạc hội DJ do chính các tân sinh viên của nhà trường thể hiện. Bên cạnh phần văn nghệ, các gian hàng ẩm thực, câu lạc bộ kỹ năng mềm và đặc biệt là khu vực trưng bày triển lãm với hơn 60 hình ảnh tư liệu quý giá về chủ quyền biển đảo cũng thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Là hoạt động được hội sinh viên nhà trường tổ chức hàng năm, bên cạnh mục đích tạo ra không khí thi đua vui tươi sôi nổi nhân dịp năm học mới, ngày hội còn là dịp để nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa sinh viên cả khóa và nhà trường. Trong dịp này, đại diện nhà trường đã trao 8 suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cùng một số suất học bổng khác đến từ các đơn vị đồng hành. Đề án xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn nhân rộng và thực hiện kết nối mạng tập trung toàn tỉnh. Các xã phường thị trấn có đủ điều kiện về diện tích, kinh phí và triển khai đến thời điểm này đều đã phát huy hiệu quả bước đầu đáng khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự hài lòng của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Với mức đầu tư khoảng 500 triệu cho một cơ sở, bộ phận này được trang bị đầy đủ đồng bộ các thiết bị điện tử, tin học, hệ thống phần mềm theo dõi, xử lý, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc.
Theo tiến độ, từ nay đến năm 2020, tại 83 xã phường thị trấn đã đảm bảo diện tích phòng làm việc, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tại 20 phường thị trấn chưa đảm bảo diện tích phòng làm việc, hỗ trợ kinh phí để nâng cấp phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tiếp đó, giai đoạn 2020 đến năm 2022 sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí để nâng cấp phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho 49 xã chưa đảm bảo diện tích phòng làm việc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn thống nhất chủ trương cho phép Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh được sử dụng các công cụ nhắn tin qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber để chia sẻ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan để phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai sử dụng dịch vụ tin nhắn thương hiệu brand name của các nhà mạng VNPT, Viettel, Mobile Phone để chủ động nhắn tin SMS phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nguồn kinh phí cân đối từ nguồn ngân sách hoạt động hàng năm của cơ quan đơn vị địa phương đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức thực hiện báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, nằm liên kề với đường Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu, những con phố kinh doanh sầm uất bậc nhất của thành phố Huế, có một khu vực mà cuộc sống dường như trái ngược hoàn toàn. Chúng tôi muốn nói đến khu ổ chuột trên đường Trần Huy Liệu thuộc phường Thuận Hòa đã tồn tại hàng chục năm qua. Tạm bợ, nhét nhác, ô nhiễm trầm trọng, đó chính là hoàn cảnh sống của hàng trăm hộ gia đình nơi đây. Những người cao tuổi khi phải chứng kiến những thế hệ tiếp theo mắc kẹt tại khu ổ chuột, không khỏi tâm tư và mong mỏi một lối thoát. Bà Huệ không thể nhớ nổi bao nhiêu lần phải tự tay cơi nới ngôi nhà để đón các thành viên mới chào đời. Chỉ biết rằng hiện nay, đây là nơi tả túc của 14 con người sau một ngày lao động vất vả. Nhà chưa đến 10 mét vuông, che chắn thì bằng những vật liệu sơ sài, nên ngày mưa thì dột, ngày nắng nóng thì phải sơ tán đi các nơi. Cứ như vậy, cuộc sống tạm bợ của ba thế hệ kéo dài mãi mà chẳng có cách nào để thay đổi. Nhà cũng suy nghĩ có tương lai cũng... trong có cái nhà cho ngõ cho đàng ngoan cho con cái sinh hoạt cả tôi, dạ. Thì vì mình khổ quá cũng trống như sữa. Trải ngược với ánh đèn lấp lánh, cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia, màn đêm của khu ổ chuột dường như đến nhanh hơn. Đây là khoảng thời gian để những người bốc vác, xe thồ, nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả. Còn những người như bà An, đây là lúc để chuẩn bị cho nồi cá bỗng kho khô, để kịp mẹ chảo cá đi bán sớm mai. Hơn 70 năm tảo tần, nhưng gia tài duy nhất của bà chỉ là vài đồ đạc cũ nát, kê nhờ vào căn hầm của ngôi nhà phía trên. Những ngày mưa, không ở trong hầm được thì đã có cái gác nhỏ tạm bợ, vừa đúng một chỗ nằm. Ở đây ở mình khổ quá thì chẳng răng nữa. Khổ răng, khổ khi mưa gió bão bùng thì khổ răng. Hỏi nước mà cứ lôi quấn nắm ruột tháng để mới về. Tháng 8 mới cho tới tháng chơi, tháng Tết đó là. Chứ nào mới hết nước là. Tâm tư nguyện vọng của dân dân của tổ năm thì hầu như là những năm trước họ đã nguyện vọng muốn ra đi rồi để cho ổn định cuộc sống. Vì bây giờ là dân cư rất là khổ ở chỗ là nhất ở dưới đây, dưới gầm hồ. Nếu lụt vô là toàn bộ tập trung công an này, ban bảo vệ dân phố này, tổ trưởng ấy là ban cảnh sát tổ đều phải đi kiếm chỗ cho họ nằm này. Còn đồ đạc thì mất không biết bao nhiêu. Thành thử bây giờ mà nói vừa rồi đi điều tra không thôi, mình dân cũng hỏi nhưng mà gì cũng dám trả lời đi đâu chưa. Nhưng mà cố gắng giúp cho tụi con ra đi sớm chừng nào tốt chừng đó. Để an cư lạc nghiệp. Những ngày này, người dân khu ổ chuột lại khấp khởi sau chuyện thăm hỏi, kiểm tra tình hình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chuẩn bị cho đề án di dời tái định cư.
Dù đây không phải là lần đầu tiên vấn đề này được đưa ra, nhưng đối với người dân khu xóm Hồ Thành Hào, đường Trần Huy Liệu, vốn đã chịu đựng cảnh sống tạm bợ quá lâu, nên mọi động thái từ phía chính quyền đều được đón nhận một cách hồ hởi, đầy hy vọng. Chứ ở đây em xin ví dụ đi thì em giống tay đi đâu rồi đó, chứ còn ví dụ lụt lội thì khổ quá. Chứ ở đây thì mình nói chứ một lần mà mưa thôi, chứ mưa hai tổ cả là vốn già, ngập già. Mà mình thì bây giờ đi lên trên rừng cấp chỗ cao hơn mình ở. Cái gì này là mình ở được. Đó, mình phải dơ ra tên rồi đó. Chứ ở đây thì lụt lội về mùi lăng rồi đó. Như gần vòng của mình. Mình ưa đi đó. Mình ưa đi cho mình ở đó. Cho mẹ đi sửa chai rồi, mẹ ở đây khổ chắc mẹ mẹ. Trở về với căn hầm theo đúng nghĩa đen, vừa là nơi để nghỉ ngơi, vừa là nơi thờ ba mẹ của mình. Bà Tý năm nay cũng đã ngoài 80, luôn tâm niệm cầu nguyện để được sống đến ngày tận mắt thấy nơi ở mới, nơi sẽ hiện thực hóa ước mơ an cư của con cháu bà và hàng trăm hộ dân xóm lao động nghèo giữa trung tâm thành phố. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang gấp rút hoàn thiện đề án di dời tái định cư cho hơn 3.800 hộ dân khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế, trong đó có hơn 500 hộ của khu vực Hồ Thành Hào, đường Trần Huy Liệu. Hy vọng đề án sẽ sớm được triển khai để người dân ổn định cuộc sống. Tiếp tục chương trình là một phẩm sự về giáo dục. Thưa quý vị, văn hóa đọc và khả năng ngôn ngữ là nền tảng cơ bản của giáo dục. Ý thức được điều này, những năm gần đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới đã chủ trọng xây dựng mô hình thư viện thân thiện tại các trường học, ghi nhận của phóng viên thời sự. Một không gian thoáng mát rợp bóng cây xanh, cách bày trí đáng yêu với gần 6.000 đầu sách truyền hấp dẫn. Thư viện xanh của trường tiểu học Hồng Quảng vào mỗi giờ ra chơi lại trở thành một địa điểm có sức thu hút đặc biệt đối với các học sinh. Giờ ra chơi, chúng em thường phụ nhau đi đọc sách và chúng em biết được điều hay của truyện và biết được toán và tiếng Việt. Dù chưa đủ điều kiện để phát triển thêm thư viện xanh, nhưng không gian thư viện thân thiện của trường tiểu học Hồng Thái những năm gần đây cũng đã được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. Cùng với đó, việc tăng thêm số lượng đầu sách truyền cũng đã tạo được sự thu hút đối với trẻ, đáp ứng được nhu cầu đọc sách của học sinh và các giáo viên trong trường. Con rất thích đến thư viện và ở thư viện con rất là vui. Ở thư viện con thường hay đọc sách ca dao tục ngữ Việt Nam, qua đó cho con hiểu biết được là làm văn tốt và học tốt. Với hình thức là một không gian học tập mở, thư viện thân thiện là điều kiện để cả học sinh và giáo viên tiếp cận thông tin, xây dựng thói quen đọc sách. Tuy nhiên, để thực sự phục vụ được nhu cầu học tập sáng tạo của học sinh, thì hiện nay trên địa bàn huyện A Lưới vẫn rất hạn chế số trường có thể đáp ứng được. Tính đến nay, toàn huyện mới có 22 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó chỉ có 15 trường có thư viện đạt chuẩn. Thư viện của trường là khó khăn là thứ nhất là về là các đầu sách, thì đại đa số ở đây là xã Hồng Thái là một trong những là xã đặc biệt khó khăn, thì đại đa số là cũng là sách là theo là bổ sung của phòng, thì là 12% cơ sở vật chất giống như là kệ sách rồi tủ, thì là cũng là chưa đảm bảo theo yêu cầu chuẩn là thư viện. Nhưng ở trong sắp tới thì là nhà trường sẽ khắc phục là những khó khăn này, là tiến tới sẽ là xây dựng là bên thư viện là đạt chuẩn. Hiện nay theo cái lộ trình theo nguồn kinh phí có của thì hàng năm đều có xây dựng các trường theo cái lộ trình để phát triển, vì gắn với cái phát triển trường đạt chuẩn quốc gia thì xây dựng luôn cả thư viện đạt chuẩn, và trong đó cả cái nguồn kinh phí thì sẽ có trong cái lộ trình của xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng thư viện thân thiện là một trong những tiêu chí quan trọng để cả trường xét duyệt đạt chuẩn quốc gia. Vì thế, ngoài việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, quan trọng nhất vẫn là phát huy được những công năng vốn có của cả thư viện. Để qua đó phát triển được thói quen đọc sách cho trẻ, góp phần thực hiện thành công việc nâng cao năng lực ngôn ngữ, khả năng giao tiếp cho học sinh. Kể từ chiến dịch tình nguyện đầu tiên năm 1998, 20 năm đã trôi qua với những dấu ấn đậm nét về sức trẻ trên những công trình, trên những mảnh đất và in dấu trong lòng mỗi người dân vùng sâu vùng xa.
Khoảnh khắc ngày mới sáng nay, mời quý vị cùng làm quen với hai cán bộ đoàn năng nổ nhiệt tình, những người sẽ viết tiếp truyền thống xung kích tình nguyện của thanh niên tỉnh nhà. Với chị Lê Thị Na, bí thư xã đoàn Phong Mỹ, huyện Phong Điền, hoạt động đoàn đối với chị không chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ của một bí thư, mà còn là nỗi đau đáu, mong muốn giúp những đoàn viên thanh niên của mình phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu, hoàn thành mục tiêu cùng xã, huyện xây dựng nông thôn mới. Với mô hình nuôi ong lấy mật, nuôi gà thảo dược mà bản thân được học hỏi từ trường đại học nông lâm và các dự án, chị Na đã cùng các đoàn viên thanh niên xã Phong Mỹ từng bước xây dựng thương hiệu gà thảo dược Phong Mỹ. Để làm được điều này, chị đã vận động tổ chức nhiều cuộc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên và người dân nâng cao kiến thức, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bước đầu đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mỗi đoàn viên thanh niên của xã. Xã chúng tôi là năm 2018 là sẽ làm thế nào đó để đạt chuẩn nông thôn mới. Thì nếu muốn đạt chuẩn nông thôn mới thì về kinh tế, rồi phát triển kinh tế. Thì bản thân tôi làm bí thư xã đoàn Phong Mỹ, thì tôi tiếp tục là vận động đoàn viên thanh niên về phát triển chăn nuôi gà thảo dược. Thứ hai nữa, cũng thực hiện cái đề án của tỉnh về huyện, đó là phát triển là nuôi bò lai xin. Thì hiện nay một số là đoàn viên chúng tôi là cũng rất là mạnh dạn trong cái vấn đề là phát triển bò nuôi bò lai xin. Thứ ba nữa đó là vấn đề là ở đây thì một số đoàn viên là ngoài chăn nuôi ra là họ còn nuôi ong. Thì tôi hiện tại là cũng đang nghiên cứu tất cả và tìm cái đầu ra cho đoàn viên thanh niên, ví dụ là nuôi ong, thứ hai nữa nuôi gà, để mà cái hướng tới là có cái một, đặc biệt là về gà là có một cái thương hiệu gà thảo dược Phong Mỹ. Thứ hai nữa là ở đây thì cũng sẽ là tạo điều kiện và tìm cả cái chỗ để mà nhập được cái đầu ra của cái ong. Khi đó mà đoàn viên của xã Phong Mỹ mà yên tâm cái công tác. Để các hoạt động tình nguyện thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng và căn bản nhất đó là nền tảng con người. Có phát huy được sức mạnh đoàn kết, tập hợp thanh niên thì những hoạt động đoàn mới thực sự phát huy hiệu quả. Nhận thức rõ điều này, bên cạnh tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, việc tạo cho thanh niên, học sinh những sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên cũng là công tác trọng tâm. Nhận thức rõ điều này, anh Lê Bá Hiếu, chủ nhiệm câu lạc bộ kỹ năng và công tác xã hội thị xã Hương Thủy, luôn coi những buổi sinh hoạt câu lạc bộ là nơi quan trọng để nâng cao ý thức của mỗi đoàn viên thanh niên, tạo cho các em một sân chơi cũng là điều kiện để các em tiếp cận rõ hơn với những phong trào tình nguyện, lan tỏa niềm vui trong mỗi hoạt động. Các hoạt động, các chương trình hoạt động xã hội đã chạm được vào trái tim và khơi dậy được lòng nhiệt huyết, cống hiến vì một xã hội ngày một tốt đẹp hơn của đoàn viên thanh niên. Tham gia hoạt động tình nguyện, tham gia vào các câu lạc bộ, các tổ chức vì cộng đồng chính là nơi đoàn viên thanh niên có thêm sự hiểu biết, giác ngộ sâu sắc về nghĩa vụ và trách nhiệm công dân và tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Mục đích là được cống hiến sáng tạo và tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Đối với một xã hội bây giờ có quá nhiều cái thông tin trái chiều và những cái hoạt động có thể là ảnh hưởng đến những cái phong trào của thanh thiếu nhi nói chung, thì đòi hỏi mỗi các bạn đoàn viên thanh niên, các bạn thanh thiếu niên thì phải là những người tuyên truyền viên, những người phải nắm rõ tất cả các hoạt động để có thể truyền đạt hết tất cả những cái nội dung, cái chương trình hoạt động ý nghĩa đến với bà con nhân dân, đối với các tầng lớp, các tổ chức đơn vị cá nhân để có thể lan tỏa những hoạt động ý nghĩa mang đến những niềm hạnh phúc cho nhân dân, cho bà con, cho thanh thiếu nhi. Kỷ niệm 20 năm phong trào tình nguyện của thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng ta tự hào về những thành quả đạt được. Đó là niềm hãnh diện của bao lớp thanh niên đã rèn luyện và trưởng thành từ chính phong trào tình nguyện. Nhưng chúng ta không tự bằng lòng với chính mình, vì đòi hỏi của tỉnh, của đất nước đang đặt ra nhiều vấn đề cần đến sự góp sức dẫn thân của tuổi trẻ. Với quyết tâm đưa phong trào thanh niên tình nguyện thực sự khởi sắc, in đậm dấu ấn trong nhân dân, điều quan trọng nhất chính là thay đổi từ tư duy hành động của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tuần qua, các chỉ tiêu môi trường nước tại 11 điểm đầm phá và ven biển của Thừa Thiên Huế đều đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản. Những thông tin cụ thể cùng khuyến cáo của Chi cục Thủy sản cũng sẽ kết thúc chương trình sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Dù chỉ số môi trường chung đảm bảo, nhưng riêng vùng nuôi tôm cao triều ở Thuận An và Lăng Cô tuyệt đối không lấy nước vào ao bởi nguồn nước bị nhiễm AHPND là tác nhân gây bệnh hoại tử gan tùy cấp trên tôm. Ở các vùng ương cạn dòng nước lờ qua lụt cần chuẩn bị các phương án để đối phó với mưa lớn làm ngọt hóa, gây chết và hao hụt lớn trong ao.
khu vực nuôi cá lồng thôn Hiền An có nhiều rác thải rơi xuống từ khu vực tập kết rác chợ Vân Hiền và do người dân xả xuống, ảnh hưởng đến chất lượng nước và gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Vân Hiền tăng cường quản lý giám sát hoạt động xả rác thải của tiểu thương chợ Vân Hiền, không để thùng rác quá đầy trong thời gian dài và đặt ở vị trí thích hợp để rác thải không rơi xuống khu vực đầm phá. Ngày 10-11 tháng 9 năm 2018, cả trăm cò nuôi lồng ở xã Quảng Thọ và Quảng Thanh, huyện Quảng Điền bị nổi đầu và chết do ảnh hưởng của nước từ các chân ruộng lân cận đổ ra sau cơn mưa lớn ngày 8 tháng 9 năm 2018. Để đảm bảo giảm thiểu tình trạng cá nổi đầu, Chi cục Thủy sản khuyến cáo một số biện pháp trong nuôi cá lồng vào các tháng có nhiều biến động của thời tiết, môi trường nước như sau. Thu hoạch cá thương phẩm để vừa thu hồi được vốn, vừa sang thưa nhằm tạo không gian cho cá phát triển. Khi có hiện tượng cá nổi đầu, phải di chuyển nhẹ nhàng lồng nuôi đến nơi có nguồn nước tốt hơn. Trang bị các vật dụng đảo nước, quạt nước, sục khí để chủ động ứng phó kịp thời, hạn chế cá tiếp tục chết nhiều hơn. Giảm cho cá ăn, chuyển đổi một phần sử dụng thức ăn xanh bằng thức ăn tinh kết hợp trộn vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá. Tuân thủ các quy định kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên.